Tôi bị u gan và đã phẫu thuật cắt bỏ một phần gan và túi mật được 2 tháng. Tôi đang uống thuốc Tây, vậy tôi có thể uống kèm thêm Tam Thất Bắc có được hay không ạ? Chào bạn, Tam Thất Bắc là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng sử dụng được Tam Thất Bắc. Trường hợp của bạn là bị u gan và đã cắt một phần gan và túi mật thì nhà thuốc khuyên bạn là không nên sử dụng Tam Thất Bắc. Trường hợp của bạn thì nên tiếp tục sử dụng phác đồ điều trị của bệnh viện, đồng thời thì sử dụng thêm một số vị thuốc tăng cường chức năng gan như là cây cà gai leo và cây sả đen để sắc uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.